hạt tiêu này của Phan vừa tròn 20 tuổi và cũng từ Hà Nội về để tổ chức, để bố mẹ tổ chức cho cái sinh nhật tròn 20 tuổi này. Và Phan rất là tự hào khi mà mình có một đứa con gái rất là ngoan, mặc dù rất là bé nhỏ, rất là ngoan. Và hôm nay thì không, con, hôm nay thì sinh nhật con. Hôm nay sinh nhật con thì mẹ sẽ chúc con thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và đạt được mọi cái mục tiêu của mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống, và đặc biệt là trong cái lĩnh vực học tập của con. Chúc mừng sinh nhật con. Ngày hôm nay thì cũng có rất là nhiều bà này, rồi bà dí của Phan này, rồi bà nội của cháu này, và tất cả các cháu, các em. Món quà mà em trai đấy đã tổ chức sắm sửa cho chị một cái sinh nhật thật là tuyệt vời. Xin chào tất cả mọi người nha. Chúc tất cả mọi người thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người mua nhựa nhiều nhá.